kênh YouTube Éo Nước Sài Gòn. Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ trước khi mình làm món ăn nha các bạn. Bây giờ mình làm ẩm thực mình sẽ đua với bạn già mình nha. Đây là các bạn coi, đây là máy ba hay máy bốn vậy? Trời ơi. Đỡ hoài. Máy ba luôn các bạn, còn mình chỉ có một máy thôi, mình máy cô len nha các bạn ơi. Mình chút xíu à. Máy chút xíu à. Bây giờ trước khi mình làm món, bây giờ mấy anh em mình đua qua tới cái nồi thôi, giờ xong bắt đầu mình chạy về rồi bên nào thua là nó không có được ăn nha. Vậy luôn. Trời đó, khán giả quá trời luôn đua, nhưng mà lát còn hỏi ai kêu action nhé. Đây rồi. Ủa gì vậy? Gì vậy? Đó. Cố lên mấy em ơi. Dạ mấy em đẩy ra chứ sao? Hiểu. Mà đẩy ra mà lẹ về bển mà đẩy ngoài đó đẩy xe đi hiểu. Trời ơi. Lộn luôn em. Em lên trên cho dễ đẩy đúng không? Ừ, đúng rồi. Đẩy đó, chơi đi, đó. Dạ sao này? Ông. Đã tao nói đua tới cái nò mà. À chơi hai ông kia bật cổng. Dạ. Thôi để kêu nén nó đẩy phụ nè chứ. Đẩy cái này ra đi rồi nó đẩy. Kêu nén nó đẩy nè. Lên hai mà bánh nha. Rồi. Cái điện thoại nó bay thẳng xuống sình luôn rồi. Nó nằm xuống. Bay vậy luôn. Nó nằm xuống á. Ôi cái đầu ơi. Ủa lúc lên đó ăn bay lên tính nhảy qua. Tắp cho nén cho hai qua nén. Tắp mũi vô kìa. Đẩy ngược đâu đẩy được hả? Mặt mày không còn. Nó chạy quăng cái hoàng dịch lên trời đúng đất mẹ chơi của nó là đủ tí xíu cái điện thoại bán sình luôn là dục điện thoại luôn quay tóc nhất nhất luôn hả trời nhất luôn rồi rồi hên sắc rồi hên nào sắc rồi nó không móc vô á sắc rồi gãy luôn rồi sắc rồi sắc rồi nè nó nãy trúng cái gì nè mà đủ sắc á nè hên á không trúng vô mặt mày nè mọi ơi. Trời ơi. Thì nãy anh hai bay qua đây đi.
Nãy ông chưa bán, ông chưa bán. Ông nội đây ông ép kìa. Ông ép tao nó quan đây. Trời ơi. Shop Việt Nam siêu cây đó các bạn. Có anh em phần comment vô nói là hôm nay mình làm món cá sống nha các bạn ơi. Bây giờ bữa mình có đổ nồi được con cá chẽm nè. Đó, bây giờ mình để còn nguyên cái phần xương này luôn nha. Đó, rồi còn phần thịt này mình đã phi lê xong hết rồi các bạn đây. Đó, mình xay cho các bạn coi nha để cho nó ngã gì bên đây nó không ngã nha. Đó, ok nè. Giờ trong khi đó mình để đó mình sẽ làm nước sốt hơn các bạn. Cái công thức nó không có gì khác hơn, nhưng mà chỉ có bữa hổm là mình để xài là mình cắt lát nha, hôm nay là xài mình bầm luôn nha. Đây nước cốt chanh nha các bạn. Đó, đổ nước cốt chanh vô rồi mình đổ đường vô mình quậy cho nó đều lên nha. Tại bữa hổm mình làm không có đều, có các bạn nói là bỏ vô vậy nó sẽ không thấm đó. Đó, nước cốt chanh với đường. Bây giờ nước mắm nha. Đó. Mình sẽ quậy đều lên. Rồi xong cái tiếp bột tạt. Đây các bạn. Bữa anh em nói ăn làm như vậy sao cay, nhưng mà bữa nay của mình còn bao nhiêu mình chơi hết luôn các bạn ơi. Đây đó, rồi mình chơi hết vô luôn. Rồi mình không có dục được dục này nha, để đây nha. Giờ mình sẽ tán ra cho nó đều cái này nè, để nó lấy chút xíu cái bên nhiều bên ít. Đó, giờ mình sẽ cái này phân tư ớt nữa nha các bạn. Bây giờ mình cho phân tư ớt vô luôn. Xả luôn nha các bạn. Hành tím nha. Đây. Ngò gai. Để cho ngò gai vô. Húng lũ nha các bạn. Các bạn đợi coi vậy chứ bạn đổ vô lắm, bạn trộn lên là nó sập xuống à. Đây là xài non nha các bạn ơi. Xài non mình bầm đó. Để mình làm nước sốt, rồi lấy chút xíu còn ăn kèm nha. Đây là có lá tía tô, lá ăn kèm lá tía tô rồi cuốn cho các bạn. Đây nè, 20 trái ớt mình bầm hết rồi các bạn nè. Đó. Bữa hổm em mình nó nói anh ơi làm chưa đủ cay, phần comment nó bây giờ nay mình sẽ làm cho cấp độ cay luôn các bạn ơi. Rồi bạn ơi dọn này dọn lên cho cấp độ bằng sao luôn. Một lá chút xíu, một mớ mình sẽ sót lên đây. Còn một mớ ai muốn ăn thịt sống cuốn lá tía tô thì sẽ chấm vô đây các bạn. Đó, nó sạp xuống bắt đầu nó tôm nước ra nè. Rồi trong khi xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng ba tay nha các bạn, cho nó hợp vệ sinh các bạn ơi. Để sao chín? Chín với bồ tạc, lát mình cho mình thấu nước lên trên nữa mà. Lát chút xíu em ăn em cũng có thể chấm vô nữa mà là.
Rồi các bạn, bây giờ mình sốt rồi xong rồi bắt đầu cái này lát chút xíu ai ăn đặng kèm vô cái lá tí tô nha. Để một hai lá thôi bạn. Đây bạn. À, đừng sắp lá tí tô đưa đây. Ăn kẹp thôi. Ăn kẹp để nó mất cái đầu nè. Để cái đầu đó. Nó mất cái màu thịt đi. Rồi hai cái đuôi nữa đâu? Sẽ tấn vào cái đuôi nó luôn chứ. Ok, alo các bạn ơi, giờ mấy anh em chào nha. Sau khi cái phần mà đua võ lãi rồi về xong rồi trang trí rồi xong hết các bạn, bây giờ mời các bạn mời gia đình về dùng chung với anh em máng sông nước rồi các bạn ơi. Bây giờ thử coi có người nào mà không dám ăn không nha các bạn. Chứ mình mấy nay mình cũng quen rồi các bạn. Sao ăn được không sâu? Vô đi anh em ơi. Sâu. Sâu ăn được không? Sợ hả? Sâu ăn được không sâu? Đây nè các bạn, đây là thịt ngay một lá tí tô nha. Đó. Cuốn làm miếng đi. Cuốn đi. Cuốn làm miếng. Giờ mấy cái sốt này. Trời ơi, đi đâu sợ. Ăn thử mới biết, mốt không có ai. Cá sống đàng hoàng ha. Mời các bạn nha. Mời nha. Thử thử sao? Miếng này thử đi. Cái thịt rất là ngọt, có kẽm luôn, thịt rất ngọt. Cuốn xài đều vô em sang. Rồi hôm nay các bạn có hai đứa em ổn không? Có hai đứa em của bạn già mình nha. Ổn không được đó. Ngon quá. Không ngon. Vừa. Ngon. Ngon mà hơi cay. Sao? Vô. Được không? Ngon mà. Tốc độ. Tốc độ bằng nào luôn mà cay tốc độ bằng thờ luôn mà. Cay quá, cay quá. Đó vậy mình mới ăn mới mới ok chứ. Mới xài chứ. Chào cũng dễ rồi. Rồi nha. Vô. Hãy vô à. Vô thêm vô bù tạc không nhiều lại vô. Tao Hiếu cảm thấy như thế nào mà thấy im ghê là Hiếu. Si tư hả? Ngon quá. Món này quá đã. Mới ăn đầu tiên rồi. Trẻ phim lê mà. À. Đã. Nè. Tươi luôn nha các bạn ơi, thịt tươi luôn nha. Đây nè, đó còn tươi luôn, ok luôn. Chấm vô cái nè, nhúc lúc vô luôn. Ăn dữ vậy nén. Ăn cho xì lên tốc độ bàn thờ đúng không ạ? Xe nào? Trong nó nguy hiểm á. Xe não luôn, xe não luôn à. Phê phê, đang phê rồi, đang phê rồi. Quá đỏ, quá đỏ, quá đỏ. Đây mời các bạn nha. Sướng. Đó, chấm vô em, chấm lại vô. Chấm nhiều nhiều vô cho nó lên, nó không lên tới não. Nó nồng quá nhảy xong cái lên hết rồi. Bữa bữa mấy anh em kia nói hỏi không? Không cay. Chưa đủ bồ tạc chứ chưa đủ cay. Bữa nay mình chơi cá là hỏi không? Cho đủ cay không? Ủa, hồi nãy nhớ ai thua không được ăn mà. Chết. Ok vậy. Không nhưng mà lên các bạn ơi xin lỗi anh. Tại anh em nói chung là võ lãi mình chạy không có lợi võ của ông anh mình đâu các bạn, nhưng mà có cái là mình làm cái clip để cho các bạn vui thôi, nhưng mà thật sự thì mình tính ăn gian là tính là mấy trăm không ủi lên bãi được, mình mới nói tới cái nò ai ngờ mình ban lên tới bạn mình cũng ban lên luôn. Nói chung là nén anh làm bộ anh lơ lơ là cái năng á, quên cái vụ anh thua, quên cái vụ thua không được ăn là chịu luôn á. Vô rồi rồi quý vị nha, cảm ơn các bạn. Ok vô vô trà này lần này là nó tay não nữa quá. Cười rồi. Trời ơi. Chảy nước mũi rồi. Trời ơi, ăn gì ghê vậy anh em? À, cay quá. Cay mốc. Cay quá hả? Đầu hàng ở bên kia sang với em bên kia đầu hàng rồi ba. Đầu hàng rồi, chịu không nổi. Cay quá. Cay quá. Vậy nè, nó mới không có mặt cay à. Em mới chấm được không? Ngon các bạn, bữa nào vô dùng chung với anh em mình bữa nha. Bữa nào đi con nha. Mới rồi khác các bạn.
YouTube Án Trong Nước Sài Gòn, thì cùng camera cùng tất cả anh em chào làm việc các bạn ha. Bye, hẹn lại các bạn sau nha.